Vũ Phú thân chào đến tất cả mọi người. Thì một tuần qua từ khi mà anh Chiêu từ ở bệnh viện tâm thần về nhà đó, thì Vũ Phú nhận được rất là nhiều cuộc gọi điện thoại cũng như là tin nhắn của các bạn hỏi về cái thông tin anh Chiêu như thế nào. Thì Vũ Phú cũng có gọi điện đến cho bà ba và chị Linh. Thì bà ba có nói là sau khi mà anh Chiêu về nhà đó, thì anh Chiêu rất là hòa đồng và thân thiện với mọi người. Còn cái việc thuốc thuốc thang ở bệnh viện tâm thần thì người ta có gửi về nhà, thì anh Chiêu uống rất là đều đặn và rất là hợp tác với lại bà ba và chị Linh. Thì ngoài cái việc đang điều trị ở bệnh viện tâm thần ra, thì anh Chiêu còn đang điều trị về cái bệnh ở bộ phận sinh dục của anh. Thì lúc trước đó, là anh còn ở trong bệnh viện tâm thần, thì bác sĩ ở trong bệnh viện tâm thần có kết hợp với bà ba là đưa anh Chiêu vào trong bệnh viện Gia Liễu để mà khám, và GoFood cũng có góp ý đến cho bà ba đó nên cho anh Chiêu nằm ở bệnh viện Gia Liễu. Thì ở bệnh viện Gia Liễu người ta có nói là cái bệnh của anh Chiêu chưa đến nỗi để nằm viện, và họ có dặn là hàng tuần nên lên trên bệnh viện Gia Liễu để mà tái khám. Thì đó là những cái thông tin mà GoFood hỏi những cái thông tin mà GoFood hỏi bà ba và chị Linh. Thì ngày hôm nay thì GoFood sẽ gửi cho mọi người những cái thông tin mới nhất của anh Chiêu. Thì tại vì đây là GoFood nghĩ là đây là một cái thông tin nhất định, tại vì trong thời gian qua thì mọi người gửi đến những cái thông tin không đúng sự thật về anh Chiêu, và GoFood mong rằng á là cái thời gian sắp tới đây thì anh Chiêu sẽ hết bệnh để trở lại một cái cuộc sống bình thường như bao người khác, là không bị xã hội xa lánh cũng như là kỳ thị. Rất mong là như vậy. Thì bây giờ cô Phú sẽ vào trong nhà để mà gặp lại anh Chiêu. Khi mình về đây á bà ba, là bây giờ hiện tại là bây giờ đang điều trị về cái bộ phận sinh dục của anh Chiêu, với lại là đang cho uống thuốc của bệnh viện tâm thần, là song song luôn á bà ba. Đấy, giờ bây giờ ngày mai phải đi tái khám, đi bệnh Tái viện khám. tâm thần, nó có chỗ tâm dê chủng là 18 tay, lắng lẽ là bữa nay này, bữa nay Dạ. không có đi rồi, giờ phải ngày mai đi, tại Cứ vì một nữa, tuần là đi tái khám một lần hả? không biết mấy ngày, từng là nửa tháng, lúc trước thì nghe hình như nói nửa tháng á, Hồi hẩm là họ đưa kèm cho về á, rồi họ uống là 5 năm là không có hết á, đưa thuốc là ngày nào uống ngày nấy hả? Uống hết luôn. uống hết. Là uống thuốc là bà ba thấy là đỡ hơn nhiều đúng không? Đỡ hơn nhiều, giờ cái chịu uống, lúc trước không chịu uống thuốc rồi thì bà chị Linh mới đem cho nó uống, Dạ. thì sau này tôi để nó, tôi cho kêu nó uống, nó uống, nó Dạ. lấy đi uống, vậy thì tư chung gia cũng phải điều trị chứ không phải mà nghỉ được đâu, Ở trong bệnh viện tâm thần là thuốc là như vậy là bao nhiêu tiền mà bà? cái đó không biết nữa, mình mai mốt đi khám mới biết, chưa biết Dạ. nữa, tại vì chưa đi. Hôm bữa mình ứng tiền ở trong bệnh viện tâm thần đó thì người ta vẫn còn để đó lắm, mình chưa lấy về đúng không? Hay Không là lấy sao? về đó không có lâu đâu có nhiều, bữa kia thì dễ có mấy ngày mà Dạ. có mấy trăm ngàn à, Dạ. bởi vì mình có bảo hiểm, chứ không bảo hiểm là mấy triệu đó, Còn bây giờ là mỗi lần vô là phải mỗi lần tốn tiền. nếu lần vô không, bây giờ đi vô là khám là không, chắc trả tiền tại chỗ luôn, mua thuốc á, mua thuốc là trả tiền đó vậy thôi, Dạ. chứ không có đóng tiền gì hết á. Nhưng mà bây giờ ngày mai đi dẫn anh đi qua bệnh viện tâm thần thì nãy con có hỏi chị Linh rồi, chị Linh nói là chị Linh có thể là nói được, anh đi được, tại vì mấy bữa nay là anh rất, gọi là Không rất là được, tôi ngoan. nói để siêu cậu có gặp nó luôn á, Dạ. nói cố gắng chị đi cho nó hết, đừng có bỏ thuốc nữa, Dạ. có người nói nó chịu, chứ tôi nói là nó không có gì chịu đâu, tôi không có nói bây giờ đó cố gắng chị nghe, chị cho nó hết, bữa con Ngân cũng có nói, bạn nó cũng nói hấp lúc trước đó phía vào đó cái chuyến rồi mà vô bệnh viện tâm thần, thế nó chịu uống là không có bị cái chuyện này đó, một năm mấy rồi nó không chịu uống, đúng Đúng năm là rồi. gần năm rồi đó, Còn la lối gì nữa không? không là nói không vậy thì không, mà từ trước mà chưa vô bệnh viện nó cũng hết la lối rồi, hết Dạ. rồi đó. Nói chung bây giờ cũng cũng nói chuyện với bà ba cũng hòa đồng chút xíu, như chứ không có Kêu như tệ như hôm hôm trước con vô đây ha. đúng rồi, bữa rồi là nó nói hoài là bữa kia đi bệnh viện nó còn nặc tôi nữa đó, Dạ. tôi biết sao với cô Linh đi nè, đi thăm cái bộ Chắc phận là nó còn nặc họ tôi đó. cho dạ chắc là họ cho uống thuốc đó, là bà ba là đỡ rồi đó, mới có mấy ngày mà đỡ, tại vì từ hồi trước tới giờ là bà ba đâu có đưa thuốc, anh đâu có uống.
không, nó đâu có chịu đâu, tôi đưa nó dục à, nó dục à, nó vậy mới mới hại nó đó. Chỉ lúc trước đó về mà lúc trước mà cái chứng rồi đi bệnh viện tâm thần này nè, là nó chịu đi khám là không sao rồi, nó đâu có chịu khám, về là bỏ vậy đó, không chịu đi khám lần nào hết, thậm chí cho thuốc về nó còn dục luôn, nó không uống đó. Mỗi nó mới bệnh nặng thêm đó. Cái kiểu là cũng phải theo chứ không phải mà hết hết thì giờ đâu. Vậy là chắc là một tuần uống một lần. Cái đó cũng chưa biết nữa. Không biết một tuần. Thuốc đó là uống mỗi ngày, ngày hai cử. Hai cử hả? Tháng bộ phận sinh dục là một tuần chích một lần. Ừ. Dạ. Thuốc tâm thần là bác sĩ cho bao nhiêu ngày. Về uống hết thuốc đó là đi tái khám. Đó, rồi cho một ngày là uống sáng và tối. Còn thuốc mỡ da liễu như thế nào chị Linh? Da liễu thì giờ bác sĩ nó một tuần chích một lần, coi như là ngày mai đưa Chiêu đi vô khám bệnh viện tâm thần tái khám, rồi thứ sáu đưa đi da liễu chích về bộ phận sinh dục. Đó. Chích hả? Chích, chích chứ không có uống, không có sức, không có gì hết trơn, mà mới chích có mũi mà thấy bớt nhiều rồi. Đó, có thể là chích 4 mũi là sẽ hết á. Người ta nói vậy đó hả? Theo như chị đó thôi. Dạ. Nhưng mà cái nói chung là ở bộ phận sinh dục là bây giờ đỡ hơn lúc trước nhiều bây không? Bây giờ là đỡ 50% rồi. À, vậy là cũng mừng rồi đó bà. Ba khô ráo hoàn toàn, không còn chảy mũ chảy máu nữa. Dạ. Thì hồi đó nó đi chơi rồi mà cái quần đó là tôi coi rồi 5-6 tiếng đồng hồ nó có bị gì đâu. Nó chút xí xí thôi. Dạ. Bữa lần mà nhiều quá. Cũng như nó hết chảy nước chảy mũ rồi, rồi đó là bớt rồi. Cho bác sĩ cái này em thua cho bác sĩ thôi. Thì bữa kia mình tính là nặng kêu nó ở lại bệnh viện nó đâu có cho đâu, nó đâu có cần nữa. Là con cũng có gợi ý là cho anh Diêu nằm ở trong bệnh viện da liễu nhưng mà người ta nói là cũng không có đến nổi. Là chỉ tới lui đi rồi họ, nên mà bây giờ nghe chị Linh nói là 50% là cũng mừng rồi. Chứ chờ ngày mai là biết là hết rồi đúng không? Hồi hẩm hồi hẩm khám ở bên da liễu bao nhiêu tốn tiền nhiêu rồi? Mà bữa kia đừng có tùng lưng tà la tính 1.6 triệu đó. Tại vì bữa kia bệnh viện nó đưa lên nó cho mấy người nó hết 600-700 rồi. Chích là bao nhiêu tiền? Chích là mấy trăm rồi. Không, mấy trăm mà. Với lại không mấy trăm mà 500-600 thì mấy tiền chi phí nặng thôi. Dạ. Ừ. Thôi cũng mong là sắp tới là cho hết ở dưới bộ phận sinh dục cho hết đi. Giấy đợt chắc 1-2 mũi có thể hết rồi. À. Mỗi mấy người ta nói tùm lum là la với cái nghe nhất là quá rậm chí bạn trưa bên quản ngã cũng la nữa. Ồ người ta nói cái gì đó thôi, tôi nhức đầu thiệt á. Bây giờ người ta nói gì bà ba nè, đừng có suy nghĩ gì hết á. Kệ người ta. Thôi đó hết rồi thôi, bây giờ suy nghĩ cái gì. Thấy bớt rồi tôi cũng mừng rồi. Thiệt á, chịu ăn uống nữa, lúc nào cũng ăn dữ rồi. Cái lúc trước hả, chưa gặp mấy cậu á, ăn cái gì không ăn luôn. Hôm bữa ở trong bệnh viện đó thì thấy ốm á, còn mấy bữa nay sao rồi bà? Cái này đất nó gặp đi, khỏi lỡ này, cái khóc cái tóc ngưng ngồng lên, chân nó đẹp trai rồi. Thì cái chiếc gặp rồi đấy, nó gặp bà ông chắc mừng lắm, nó nãy giờ lâu rồi đó, nội xong con lên trên lầu. Con sợ con vô rỗng người không chửi con như hôm bữa nữa. Không chửi hả? Ừ, không có chửi. Trăm, nó còn hồ ơi, hồ ơi, Vũ con ngưng chụp hừng đi, mà hai người chụp tấm hừng. Vậy đó hả? Chụp luôn rồi, thiệt đó mà. Tại vì cái một thằng nó ở dưới nó lau đó, mỗi lần nó quạo là vậy nè. Nó bây giờ đó thì cái chích mũi vậy là hên lắm rồi đó. Ví dụ nào thì nó không uống thuốc, nó quậy hiểu uống thuốc. Yeah. Bây giờ nó uống thuốc rồi nó uống cái tâm thần á, thần kinh nó điều á ổn. Bây giờ không cần á là đưa Chiêu vô trại hay vô tâm thần nữa, mà chỉ cần cho uống thuốc điều độ trong vòng vài tháng là cho trở lại bình thường. Dạ. Yeah. Tại vì có những bạn ở trong cái trường hợp giống như Chiêu, và cũng là chia sẻ thăm và nói là động viên là Chiêu uống thuốc đúng liều lượng là sẽ hết. Người ta cũng từng bị như vậy và hết, bây giờ đi làm lại bình thường. Yeah. Cũng có hai đứa lại thăm Chiêu và nói vậy. Nhưng mà em nghĩ là ngoài cái việc mà uống thuốc ra thì Chiêu cần phải có bạn bè không hoặc là người thân rồi. Người thân là nhân tiện ở đây á là những cô cậu mà có lầm đường lạc lối giống như Chiêu mà bây giờ trở lại cuộc sống hòa nhập với cộng đồng rồi thì mở lòng chút tới kết bạn với Chiêu cho Chiêu mau hết bệnh. Nhiều người đến thăm thì Chiêu sẽ mau hết bệnh hơn. Đúng rồi, có bạn bè rồi nó vui vẻ hơn. Cái mặt là sao chị Linh?
cái mặt thì sau chị Linh xuất thuốc 2 lần là bây giờ hết rồi, À, không còn gì nữa đó. cái mặt là hôm bữa là Bị sần bị giống như là bị chàm vậy. Dạ. Nhưng mà chị Linh mua thuốc xuất cho Chiêu chỉ có 2 lần thôi. Sáng cử tối cử là hết rồi. Nhưng mà để cho nó hết hẳn thì cái bữa tối hôm kia chị Linh lên thì có bà ba thì nói chuyện với Chiêu, Chiêu không trả lời mà Chiêu lầm bầm. Cái mặt người ta không ưa mà cứ lên hoài là ý là nói bà ba đó. Thế là chị Linh mới định đi xuống. Thì Linh nó hơi bà ba đi xuống đi. Thì nói chuyện với Chiêu, Chiêu hoài không trả lời. Cái bà ba đi xuống thì chị Linh đi theo xuống. Thì Chiêu nó ngồi vậy nắm chân kéo lại. Nè cái mặt nó xúc đi. Lúc đó bà ba đi xuống rồi đó. Còn bà ba thì nên hạn chế nói chuyện với Chiêu. Tại vì giữa hai mẹ con thì nó không có cái gì hợp lắm. Nên là trong thời gian này thì Chiêu tinh thần chưa được ổn định. Đúng rồi. Thì hạn chế nói ít lại. Nói 1 tiếng thôi, đừng nói tiếng thứ hai. Cái tật bà ba thương quá đi. Rồi quan tâm quá mức đi thì nó không có chịu. Nên là chẳng đây góp ý là nói ít nói 1 tiếng một thuốc nè. Bà Linh dặn uống thuốc, nói như đó thôi là nó sẽ uống. Còn nói gì nó nhiều là nó sẽ lên cơn đó. Trong thời gian này nó uống thuốc thì nó sẽ ít lên cơn hơn. Còn mà nói mà ngưng thuốc đó là chuyện gì xảy ra thì mình biết được. Nên là ngày mai sẽ đưa Chiêu đi tái khám, lấy thuốc, uống đúng liều. Và thứ sáu sẽ đưa Chiêu đi chích thuốc. Và sắp tới có thể là đưa Chiêu đi xét nghiệm coi có bị SIDA hay không, để trả lời với cộng đồng mạng. Cái 1 tuần đó là đi đi tái khám ở tâm thần, còn ở coi như 1 tuần đi tái khám 2 lần á, một lần ở bệnh viện tâm thần, một lần ở bệnh viện Gia Liễu. Gia Liễu đó, Gia Liễu thì đi chích thuốc. Còn tâm thần thì đi lãnh thuốc, kiểu bạn bè mà có cháu nào rảnh thì tới đi chơi với cho vui được, cho vui, cho đúng rồi, có cái tinh thần hơn. Còn nếu mà không ấy thì chị Linh đi một mình với Chiêu. Thì hồi nãy chị Linh có nói là cái việc mà rất là nhiều ngày qua là các bạn ở với lại cộng đồng mạng nói về cái việc mà hồi nãy chị Linh nói là đi Baxter để mà xét nghiệm cho anh Chiêu, để cho cộng đồng mạng người ta cứ nói mà sợ gia đình buồn như vậy đó. Thì chị Linh thì mai mốt sẽ dẫn Chiêu đi trong cái việc đó, đi khám, đi xét nghiệm. Cái này thì thật ra theo tôi nghĩ là nguyên nhân do Chiêu ăn ở dơ. Quý vị lên xem thì thấy cái chỗ ngủ của Chiêu rồi đó. Mình chỉ cần 2 ngày không tắm thôi là mình bẫy, mình ngứa ngáy, mình gạo, mình gãi, mình chịu không nổi rồi. Huống chi ở đây là nửa năm, gần năm trời không tắm rửa mà ngủ trên cái đống rác đó. Phải nói là ngủ trên đống rác chứ không phải nói là ngủ trên cái giường. Nhưng mà em nghĩ như vậy là chị Linh, cái việc mà anh Chiêu có như thế nào đi nữa thì thí dụ như em nghĩ nha, xét nghiệm như có như thế nào đi nữa, nhưng mà trước mắt là anh Chiêu hết bệnh với lại cái Gia Liễu như vậy hết á, thì anh Chiêu sẽ gọi là hòa nhập với cộng đồng với lại ấy thôi. Chứ còn cái việc kia em thấy cũng không quan trọng, có hay là không có thì cũng quan trọng, chủ yếu mình là sống tốt thôi, mình là sống tốt thôi. Nên là cái việc này á thì gia đình em nghĩ là gia đình có thể là không cần công bố cũng không sao đâu, cái này là gia đình thôi. Đúng rồi ba. Chứ đúng bây giờ theo em nghĩ là bây giờ chủ yếu là cái cuộc sống là của chính mình thôi à. Mình sống tốt là được, mình như thế nào không quan trọng. Chứ bây giờ cái chuyện mà mình công bố cho mọi người thì thấy thế nào vậy? Sao? Tôi thấy là vậy đó, đừng có khỏi đi cái gì đó, bệnh hết là hai thứ bệnh là hết là thôi rồi. Không. Bây giờ công bố hay không công bố không quan trọng, cần thiết. Nhưng cái quan trọng là thí dụ thôi. Chứ bây giờ chưa khẳng định là Chiêu có bị hay là không đó, mà nếu thí dụ mà Chiêu có bị thì nó cho uống thuốc. Uống thuốc để đấy, thí dụ mà có cái bệnh đó thì mình uống thuốc đúng liều lượng thì vẫn sống khỏe bình thường, có gì hết đó. Nhưng mà tại ở đây là cộng đồng mạng dài tôi cái chỗ là nói là biết Chiêu bị SIDA mà đồng lõa với bà ba đưa lên để gạt thiên hạ, gạt cảnh ba tụ nó mệt quá. Đi bữa đi với Ngân á, chị Ngân nói chị Linh đang ngồi ngoài á, đi về Linh đi qua đình làm vậy đó. Rồi ấy thấy nó đi thôi, để hai đứa nó nói chuyện, cái về nó đi, đi với Ngân về cái quất lại, cái nửa muốn lại nửa muốn không, không sợ Ngân bỏ về, cái mất nhiều quất mấy cái nó lại lại nói chuyện mà cứ mắt cứ nhìn theo Ngân không à. Nó nói con cứ nói chuyện gì Linh đi, Ngân người bạn nó đợi nó không có về đâu. Cái hỏi với bớt chưa, bớt rồi, mấy ai bạn
hỏi bạn mới quen hả? Cũng như mình biết rồi, nhưng mà mình hỏi giả bộ, hỏi lơ vậy đó ha. Hỏi bạn mới quen. Nói chung là quen lắm rồi, không có còn la lối nữa. Thì hay cào nhào bà ba thôi chứ cũng không có la. Dạ. Thì nãy như chị Linh có nói bà ba, thì trong thời gian này đang uống thuốc với đang điều trị á, thì cũng như là anh Chiêu ảnh hay gặp bà ba có mấy cái thành kiến rồi, nên bà ba hay cũng như là né né chút xíu á, để cho đỡ đỡ nhiều khi ấy cái ổng lên cơn này nọ, thấy bà ba. Tại vì con biết là cái sự quan tâm của bà ba đối với anh Chiêu là thật sự là không có từ nào mà nói được với cái lòng mẹ như vậy, nhưng mà chủ yếu mình muốn tốt cho ảnh nha. Mà mấy bữa nay có vui không? Ai? Bà đó, bà ba đó. Vui vui thì nó chịu uống thuốc là được rồi. Bữa lần kêu nó mà đừng, họ nói vậy nó đừng có bỏ thuốc rồi, nó đâu có bị gì đâu. Nó nên đi vô thì bệnh viện tâm thần 2-3 lần. Không chịu đi khám mà. Có nghĩa là như vậy, ngày xưa là lúc trước á là cũng đi vô tâm thần rồi đi về, nhưng mà không có chị Linh kêu uống thuốc đúng không? Bà ba chỉ kêu thôi. Tôi kêu mà có cái bệnh viện cho cái thuốc cuối cùng một bao giấm vậy đó, cho về uống nó cũng dục luôn. Có nghĩa là thầy ý con nói là như vậy đó, ý là lúc trước á, lúc trước không có chị Linh là nó không chịu uống thuốc. Có nghĩa là bây giờ anh Chiêu ảnh nghe là chị Linh nó gì đó, giờ bây giờ nó chịu đi khám rồi thì là tốt rồi đó. Nhưng mà phải kèm nó uống thuốc. Nếu mà ngày mai á, nếu mà ngày mai mà đi mà chịu nói một tiếng là chịu đi là được rồi đó. Chắc chịu mà. Chắc chịu ha. Chắc chịu, có thể chịu. Thì bữa kia chú nó quanh gia điểu nó cũng ngồi quăng thì nó đâu có gì đâu. Dạ. Yeah. Nó không chịu khóc đó. Cái lúc mà ở trong tâm thần cho xuất viện á. Dạ. Yeah. Tại vì chị cũng hơi tự ái một cái là bà nói sao phải đi sơ ôm 30 ngàn mà chị đi tới 50 ngàn. Dạ. Yeah. Thì tự ái nên chị bỏ chị về. Thì ở trong bệnh viện mới làm giấy xuất viện cho nó. Thì ở chổng nó chửi bà, nó không chịu về. Nó bà nói, chính bà ba nói là nó dòm giáo giác nó kiếm chị Linh đó. Rồi bây giờ điện thoại chị Linh nó khóc luôn rồi đó. Bà nói bà vô đây đi, không có bà, nó chửi tôi ung sùm nè, nó không chịu về đó. Tại bữa tôi hiểu làm, tính là nói cái chỗ vụ mà xe không là đợi cậu bà tặng rồi. Tôi nói đi có 30 mà, tôi đâu có nghĩ là bà nói đi lần kia lần kia, dù sao tôi biết nhiêu tiền. Yeah. Nói sai rằng biết chỗ này thì nên đi 30 ngàn, thì tôi nói ủa có 30 à, tôi tưởng là bà là nói cậu bà tặng xuống 30 à. Hồi tới nó tắm rồi đó. Đúng rồi, tôi muốn nói câu này, gọi lầu luôn. Tắm giữ luôn cái khăn ướt mềm tôi biết rồi, tắm sạch giữ sạch sẽ đi cho. Cái bữa... Cái gì về đó về chắc chưa có tắm đâu. Nó la mình, bữa tôi nói nó la mình, nó la mình. Hồi tối thì nó tắm cái khăn bữa nó ướt mềm hết rồi nó tắm. Con quên hỏi là cái bữa mà anh về mà anh thấy trên phòng vậy rồi không có đồ đạc gì rồi anh phản ứng sao bà ba? À cái này nè. Khi trên taxi á, là chị mới nói chết rồi, nó ra hiện bất ngờ vậy, không có gì nằm. Ơi ghé mua chiếc chiếu cho nó ngủ. Cái chị mới nói Chiêu ơi, mấy tấm niệm của con dơ quá, dục hết rồi. Giờ về mua chiếu cho con ngủ đỡ nha. Dục hết mua cái khác đền. Ra trên taxi luôn. Cái chị Linh mới nói giờ con ngủ đỡ đi, ngày mai mua cái khác. Mua 1 tấm thôi, mua 2 tấm chi. Mua 2, dục 2 tấm, mua 2 tấm. Cái chị Linh nói chứ tiền mà mua, không mua là giết người, ai dục là giết người đó. Yeah. Cái chị thấy nó nổi cơn quá, chị im chị không nói gì hết. Cái về nó ngủ nguôi à, cái chị Linh nói thôi cái này á con dám ngủ một bữa đi nguôi à. Cái chị Linh mới đổ tội cho anh Tân. Yeah. Nói cái này anh Tân dục á, anh Tân mua cái khác đền cho con, anh Tân nói cái đó dơ quá, anh Tân thương con không cho con nằm, thôi để anh Tân mua cái khác đền nha. Mà anh ta không có tiền, một cái thôi, đừng có mua hai cái. Yeah. Im. Cái xong rồi về, tối hôm đó thì Linh, chị Linh biểu ơi, lấy một cái mền lót nằm, một cái mền đắp nghe không? Ừ, nghe lời. Xong cái tối chị Linh lên thấy mền gói bên, bên nằm chả lai ở dưới sàn vậy đó. Không có đắp, không có gói, không có gì hết trơn á. Cái chị Linh nó khều, biểu dậy đắp mền. Dậy đi, Linh trải mền cho. Không dậy cái thôi, chị Linh lấy cái mền đắp cho nó. Cái ngày hôm sau mới đi mua cái niệm rồi về cho nó. Rồi mua một cái thì cũng im rồi. Yeah. Đầu thì cũng giữ trên taxi đó. Rồi chém rồi giết bả trên taxi á. Rồi mấy bữa nay là nằm im cái trên cái đó luôn. Yeah. Rồi
tự bọc ra lúc mà mua niệm lên đó là chị có khách cho nên là chị về liền cho tụi nó tới đem chở nó tự nó mở ra tự nó lấy áo gói nó bọc lại nó ngủ. Dạ. Bây giờ đi vô trong đó gặp lại anh Chiêu hay bà ba? Dạ, đi dạ. Gặp đi. Dạ, chắc bà ba không đi vô hả? Bà ở đây đi. À, cũng được. Để con với chị Linh vô nha. Cũng được, cũng dạ. Được. Rồi, kệ đi. Để không có tôi nói chuyện nhiều với mấy người. Nhưng mà hỏi lại cái nè, thời gian gần đây là có vui không? Vui thôi, không là tôi cũng chưa có lên chỉnh xin tiền. Bà có vui không? Vui, vui. Ừ. Chuyện nhân vui rồi, nó bắt thì mình vui rồi. Thôi đi chị Linh. Chứ đừng có kiếm đi chuyện vô. Là vui rồi. Dạ. Này hắt tóc nhìn thấy mặt hết rồi, hết rồi đúng rồi láng rồi. Ừ. Cho em coi cái mặt cái anh. Cái mặt là cái thẳng à. Sức thuốc gì hả chị Linh? Cái thuốc này có 30-40 ngàn mà rất là hay. Cảm ơn nha. Cho bánh nè mọi người. Cho bánh nè. Sao không cậu gâu đi? Quên hoài rồi nó đi mua. Có dao có dao cậu gâu không? Dao cậu gâu cho đó mà quên chưa mua. Để chiều Linh mua cho nha. Chán ăn cái gì à? Ừ, có cái gì đó, mấy ngày à? Mấy ngày mà là cái mặt hết rồi đó. Trời ơi, chị Linh xuất có 2 lần rồi hết rồi. Lúc trước á là kêu đem về cho xuất rồi bả cứ cãi, bả ở nhà có thuốc rồi. Bả nhân cho hả? Qua đây có nói chuyện với Ngân không? Mai đi bệnh viện tái khám với chị Linh nghe không? Anh Chiêu, bạn Ngân đó là ai mà ngày nãy em nghe... Em nghe chị Linh nói là thân thiết, vô thân thiết lắm mà. À, giờ bạn anh, bạn mới hả? À, Ngân hả? À. Bạn ở Facebook. Ừ. Vô đây thăm lâu chưa? Vô chơi á? Bên kia 2 ngày. Nhớ chính xác rồi đó, 2 ngày đúng rồi. Bánh này Ngân cho đó hả? Đó, một đống á. Có cho nước ngọt gì không? Có. Chị Linh lấy quá. Cái thùng thì tiêm đi đổi ô long nha. Ui rồi. Tiêm nhiều mới tốt, tiểu đường đó. Uống trà ô long đi. Bữa nay vô sợ là la như hôm bữa. Sợ mấy bữa hẳm làm em làm anh buồn. Có buồn em không? Ở trong về đây cắt tóc hả chị Linh? Cắt ở trong bệnh viện. Cậu gâu nó được rồi. Bữa mình vô là cắt luôn á. Còn ở dưới là bây giờ xuất thuốc là đỡ rồi hả? Gặp ở dưới rồi. Thôi được rồi. Con là kiểu quay lên cái đó. Bữa đỡ nhiều rồi thấy không? Ừ. Cái này thịt mới. Hình như là để cái hầm cái... Đừng có bắp nữa nha. Thịt già. Thịt già. Bây giờ mới đụng vô còn có không giác. Ăn thịt già hả? Cái thịt đó, thịt ở ngoài này là thịt mỡ, thịt non á. Ờ, da non á. Giờ mới để cái thành da già già. Đừng có lột. Da già, da giống mình vậy nè. Biết rồi. Nhưng mà đụng vô rồi rửa tay rồi nha. Rồi mới ăn uống à. Bữa nay thấy tròn hơn hôm bữa ở trong kia. Trong bệnh viện vô thấy tàn tạ luôn á. Ốm mà điện thương về mấy bữa thấy tròn lại, trở lại bình thường. Tròn, bữa nay cái bụng tròn nè. Nè, chưa nói cái này nó tự nó lên, tự nó lặn. À. Đúng rồi. Rồi tự lên tự lặn mũi chích cái gì mũi chích nó vỡ phải mũi chích mà tại con ngủ cái giường dơ quá cái tấm niệm dơ quá à mọi người thấy hôm bữa là có mấy cái mục ngay nước rồi nè quay lưng lại còn bữa nay là lành lặn hết rồi nè bây giờ là thẹo chứ không có gỡ không có lỡ nha mọi người bây giờ chỉ làm thẹo thôi mọi người cứ lên nói mình bậy bạ nhở nè con đừng có xả rác hết trển nữa không đem cái này em chảnh đựng rác nè bà Mỹ mua cho con giờ là tắm thường xuyên hơn lúc trước đúng không chị Linh qua cái tắm không lao người lao những nước lao để dưới tắm thì con rửa cái chỗ đó đừng có để xà bông nó vô chào là chào lao chào lại cái nữa coi chào lại cái nữa à. Lúc này mọi người thấy không Chiêu đẹp trai tỉnh táo rồi đó, không còn la. Thì nãy bà ba với lại chị Linh có nói là mua cái tấm niệm mới cho anh Chiêu. Mọi người thấy. Hôm nay đi khám bệnh với chị Linh nha. À, tấm niệm mới nè. Chịu nằm rồi nhưng mà nãy có nói là của anh Tân mua. Cũng vẫn còn hút thuốc nè. Hút thuốc. Thì có uống sữa nè, uống sữa rồi. Lấy thuốc bệnh viện Tâm Thành. Mình lên quay đi. Chị Linh cho bà Mỹ nha hay là sao?
đi dùng được mà tự đi lấy ra. Ừ. Thì sao mới tự ngồi đi chứ? Thôi. Đi sổ đây, đi sổ rồi đưa thôi. Sao chị Linh? Nó để nó điền mình vô đi hai người tốn tiền xe chứ không có gì á. Đấy. Anh xin cho tiền đi kìa. Đi mình chưa đi sao được rồi, đi hai sao mới lẻ tiền thôi, xe gáp á. Taxi tốn tiền, đi hai người cũng được, đi đông cũng được, nó phiền quá. Ý anh nói là nếu mà có bạn nào đi chung cho vui. À không có, ý chị nói là ý Chiêu nói là một mình Chiêu vô bệnh viện Tâm Thần lấy thuốc. Còn mà đi nhiều người thì tốn tiền xe. Đó. Đi đông đen có gì đâu, đi đông đen đi mình. Hay ta cho cổng cho đi tốn mình mà đâu ai mà đi. Đi chị Linh cho vui, hai người đi. Linh muốn đi đi. Mai đi. Mai gì Linh với con đi ha. Rồi sáng mai đi ca trưa. Rồi đi giờ trưa á. Chưa nó nghĩ là đi ca 2 á, đừng đi ca 1. Đầu giờ chiều á. À đầu giờ chiều á. Là 1 hay giờ chiều? Chiều Linh bận rồi. Dạ. Yeah. Sớm 8 9 giờ. Sớm đi. Đông lắm phải không? Sớm ngủ dậy có đánh nào không? Có. Đi về 7 giờ sáng. Đâu gấp dữ vậy, từ từ. Đừng có hút thuốc nữa, hút ít thôi. Hôm bữa nó la uống thuốc phổi rồi. Thuốc phổi mà hút thuốc cũng vậy thôi à. Bây giờ còn uống thuốc phổi đó không chị Linh? Còn. Không. Thuốc phổi nghỉ lâu. Còn hết bậy. Sổ mũi chứ không phải là ho. Sổ mũi như hỉ mũi hoài. Xém hút. Giấy ra cái gì nước non lên kìa. Xém giấy lao đi. Hút ít lại. Giấy thì xé ra. Không, cái này nó dính lâu rồi nè. Cái keo gì đó. Vì Linh kêu bà Mỹ mua cho con cái đồ gạt tàn thuốc bự bự để chở. Gạt vô đó không có gạt ra chỗ cái sàn ngủ nữa nha. Uống nước ngọt chai nào đem xuống chai nấy, không có để tùm lum nữa nha. Rồi á, nó nổi vẻ đầy mình, người ta nói con ở dơ. Sướng quá ha, có người đẹp vô cho bánh trái rồi, thăm, rồi đi chơi nó đi qua đình rồi nữa ha. Mặc áo đi chú cà phê. Đi. Ra đây nè, ra chỗ uống nước mía đó. Rồi uống nước cà phê với anh Sinh. Nghe không? Đi. Đi uống cà phê. Mặc áo vô. Khỏi mặt con già, mặc áo thì thôi. Hôm nay có vẻ gì nữa không? Điện thoại. Vẻ ngoài làm biến vẻ quá mệt đó. Chú về uống thuốc phổi nữa không? Ê, ra ngoài trước đi, thì Linh kêu bà Mỹ lấy thuốc ra cho uống luôn. Áo chưa đáng cho, nhưng mà Mỹ làm gì biết được, biết chỗ mua. Có đi đâu con dài vậy? Không có đi dài đâu, không thấy chuẩn mức. Có qua kiếm rồi vậy là nó thấy. Đi với ai? Hả? Đó, mà đi chơi với ai? Đi mình. Đi đâu? Chơi phê hả? Điếu cà phê. Tắc quạt kia. Cà phê Mây Hồng. Tắc quạt. Ở gần đây không? Cà phê Mây Hồng ở đâu? Ở ngay nhà thờ. Xa lắm, đi bộ cũng cả 10 phút 15 phút rồi. Dính thuốc vô đi rồi à. Thuốc đó là gì? Thuốc phổi hả? Thuốc phổi á. Không nha, cái tay dơ quá à. Mấy cái thuốc mà thuốc kia là chị Linh đưa là uống điều độ hết đúng không? Đều. Ăn uống ngủ đều. Tối có thức khuya không? Đừng thức khuya. Tới 12 giờ mấy 1 giờ. À. Cái gì? Sao cái vỏ bằng da bằng nhựa. Nhựa. Tính mua một cái hả? Của anh là gì, iPhone mấy? Không, sao thấy đẹp. Thì mốt là em đi ngang em mua cho một cái. iPhone ai xài vỏ. À. Hồi nãy nói là Facebook là một tháng nữa là mấy 4 ngày nữa, bị khóa lâu rồi. Khóa được 26 ngày, 4 ngày nữa mở. 4 ngày nữa là mở Facebook cũ đúng không? Con không mở Facebook mới đi. Đừng quan hệ bạn cũ nữa. Nó khóa 30 ngày à, giống như là bị đóng cửa 30 ngày vậy á. Ý chị Linh nói là ở trong Facebook đó. Chị Linh nói là Facebook đó là bạn. Con mà xài Facebook cũ, bạn bè cũ nó sẽ vô. Bây giờ con làm Facebook mới đi. À, Facebook mới mà. Đó hả? Nó mới làm được, còn 2 tuần gì à, cái nó khóa 1 tháng để luôn. Nghe thử cho coi. Được
bị cái gì vậy trời? Nấm. Đi khám nói bác sĩ cho cái đó luôn nha. Nấm lưỡi, da liệu có bán lưỡi trắng trắng phải không? Nấm lưỡi. Liệu nhắc thì Linh nói bác sĩ con lúc bác sĩ khám á, con nói cái đó luôn chưa? Nói bác sĩ cho thuốc uống hóa gì không? Nghe mọi người thấy không? Cái mặt hôm bữa mà vô bệnh viện tâm thần á, thấy ghê luôn. Bây giờ hết rồi, đóng áo rồi, đẹp trai rồi. Nè, vài bữa đi lên khám một bùi này cho nha. Thôi thưa quý vị, người thì cười thỏm á. Đâu phải, anh đâu nam mà. Áo của chị á, cái này là áo của chị. Thôi nè, trời, bà mua cho tôi thì bà mua cho bà bận rồi. Bà chị ấy mua cho tôi để giờ mới còn cái áo đỏ kìa. Áo đỏ. Qua đây bạn ra cứ điện cho con không? Có với tình này. Gán hết bệnh đi rồi bạn Ngân dẫn đi ra. Vậy là bạn Ngân ngày nào cũng nhắn tin cho anh Chiêu hết. Từ từ có mấy bạn mới nữa. Rồi nói chuyện cái buổi này với bạn Ngân. Ngứa gì gãi cái chân. Gãi cái da. Ở nhà cứ lột hết cái này nó chưa kịp. Thì hồi nãy con với chị Linh có vô trong nhà rồi đi ra ngoài đây uống nước chung với anh Chiêu thì anh nãy uống thuốc á, cái anh buồn ngủ anh về trước rồi mà ba, thì bữa nay là khác hôm trước rất là nhiều luôn á. Nếu mà dạ dạ nói chuyện nhiều, nói chung là đàng hoàng hơn mấy hôm trước rất là nhiều. Thì có gì mà cái clip này con đăng lên thì mai mốt bà ba qua nhà chị Linh đó, chị Linh mở cho xem là thấy chào mọi người đồ. Chào mọi người. Chào mọi người và có sức khỏe. Luôn quan tâm cái clip này ha. Dạ. Mọi người quan tâm là tôi muốn cảm ơn mọi người. Dạ. Chắc là bà ba xem là ba mừng lắm á. Giờ nó hết bệnh là hết nhiều rồi. Thì không người nó hết cũng mau thì chứ. Dạ. Chút đó về đó. Sợ nó bó tay chuyện đó, không có nói cái gì được hết. Dạ. Nói là ha, chưa nói là nó cũng quánh gì nữa chứ đừng có nói ai, nó bữa không chậu vô là biết đó. Sao điên điên khùng khùng đâu có ai. Rồi bây giờ chị cái đó cũng hết nữa rồi, mình cũng mừng lắm rồi thiệt. Nói cà phê á. Dạ. Chị Linh nó cái gì cũng nợ, bảo giúp đỡ không à. Chứ tôi nói nó có nghe đâu. Đúng rồi. Nói nó quăng quẳng nó nghe. Rồi tôi cảm ơn chị Linh nhiều nè, với đại cậu nhiều nè, quan tâm rồi lại quay quay. Tôi cũng quan tâm cái clip này thiệt, tôi cảm ơn cậu. Hồi nãy có nói về cái việc mà đi ngày mai đi đó. Thì bà ba biết sao không? Chị Linh nói là để bà chị Linh đi chung. Cái anh nói là để đưa to thuốc đi, ảnh đi một mình cũng được. Cái con có nói là thôi đi với chị Linh cho vui. Em nói là muốn đi tại vì đi đông sợ tốn tiền xe. Nói vậy đó. Ừ. Thì là mai là chắc là không cần tụi con hỗ trợ thì chắc là bà ba với chị Linh là đi với anh Chiêu là được rồi. Sau đó nó không chịu tôi đi. Nó không chịu tôi không? Không nãy không có nhắc với bà ba, chỉ con nói chuyện với lại chị Linh thôi à. Có gì thì mai bà ba ở nhà cũng được, chị Linh đi chung với Chiêu cũng được rồi. Tôi nói tôi đi với nó với bà, nó không chịu, nó đòi đi một mình. Nó tại nó chắc chắn là nó không đi một mình được rồi. Không biết ngồi lâu mau, ngồi lâu quá nên không chịu nó đi về, nó bỏ. Thì mai chị Linh đi nữa là an toàn rồi, là được rồi. Bây giờ là ngày mai là tôi đưa nó đi bệnh viện tâm thần. Rồi thứ sáu tôi đưa nó đi da liễu, bà cứ ở nhà đi. Dạ. Còn cái chuyện kia thì chắc sắp tới là chị Linh có gì chị Linh thông báo cho em ha, để mà em biết với mọi người. Chuyện gì? Chuyện mà đi bách tơ á. Bách tơ thì dự định là tuần sau đi đó. Tuần sau luôn hả? Thứ hai hoặc thứ ba đi. Dạ. Đông lắm. Có gì thì chị gọi trước em nha. Nói chung là hôm nay là chắc là mọi người xem cái clip ngày hôm nay là cũng hiểu được phần nào về cái câu chuyện trước đây rồi. Bây giờ là cái việc mà anh Chiêu đỡ rồi, nói chung là đỡ rất là nhiều, nhưng mà phải nói chung là phải gò uống thuốc thêm, rồi có sự quan tâm của cộng đồng cho mau hết bệnh.
Thì nói chung cộng đồng cũng gọi điện cho chị Linh nhiều lắm, gọi điện là kêu chị Linh hãy đồng hành với bà ba cho tới cùng. Thì cái này thì cũng cảm ơn cộng đồng, và tôi cũng đã làm rồi, tôi làm tới nơi tới chốn chứ không thể đợi cộng đồng nhắc nhở, nhưng mà cũng cảm ơn. Và sau khi cái clip này lên chắc là nhiều người, mà những người có thiện chí chắc là cũng mừng lắm á. Thì giờ kêu đỡ rất là nhiều rồi, ngoan lắm rồi, không có còn mà la nói nữa. Cái điều thì cũng còn hơi khó chịu khi bà ba đứng gần, nhưng mà không có la, ngoan lắm, biểu gì làm thấy đó. Nãy thấy không, Linh biểu hả họng bỏ thuốc vô là cũng hả họng bỏ thuốc vô uống. Còn cái việc mà mấy bạn comment ở trên kênh đó thì chị Linh đừng có quan tâm nhiều ha, tại trên mạng mà nha. Nói chung thì nói chuyện không quan tâm, nhưng mà nó cũng nhiều cái cũng bức xúc lắm. Nhiều người lên chửi rủa tôi là đồng lõi với bà ba khi biết Chiêu đã bị sida 4 năm nay rồi mà đưa lên gạt cộng đồng mạng, gạt Mạnh Thường Quân. Cái câu đó nó rất là tổn thương chứ. Tôi cũng muốn làm tới nơi chốn để trả lời với cộng đồng mạng coi là Chiêu có bị vậy không. Tôi bảo đảm là không có đó. Có thể là em kết thúc clip ở đây, thì cảm ơn thay mặt mọi người, cảm ơn chị Linh rất là nhiều nha. Cảm ơn Sinh, cảm ơn những người đã quan tâm tới bà ba và Chiêu. Dạ. Thì với vậy nữa nè, tiền á Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì nhiều người cứ nghĩ là nhiều lắm, thật sự là cũng có được vài chục triệu, nhưng mà không, mấy người cũng hiểu đâu, cái đồng tiền mình cầm nó rất là nhỏ. Giống như bữa mà Chiêu đưa Chiêu đi qua bên Gia Liễu á, nội trong cái buổi sáng ngày hôm đó không là chi hết 2,5 triệu. Nó lắc nhắc tiền này tiền nọ, tiền cà phê cho bác sĩ đưa đi. Mà đã vậy rồi bác sĩ còn không hài lòng, về trục xuất nhỏ ra khỏi bệnh viện liền. Không phải người ta nói đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, thì bảo cũng chi, nhưng mà chi có giới hạn. Mà trên cái chuyến xe đi 3 người rồi vô trong phòng chăm sóc cháu Chiêu thì bà cũng chi mượn chút, chi rất là nhiều. Nằm có mấy ngày trong đó thôi mà chi cũng hả mấy triệu mà Mỹ. Thì nói cái tiền bệnh viện thì không có nhiều, tiền chi khuyến nhiều, đi thăm nè, tiền xe, tiền cái tiền mà lót tay cho y tá bác sĩ á. Nên mọi người thấy không, nằm có 2-3 ngày thôi mà chi hết 4-5 triệu rồi. 8 ngày chi hết 4-5 triệu rồi. Có nội cái buổi sáng mà tôi đưa Chiêu đi qua bệnh viện Gia Liễu thôi mà chi hết 2,5 triệu. Lót tay không á, không phải là mấy tính không về cái đồng tiền đó là tính không về nhiều. Thôi taxi không là 400 ngàn đó. Về đi á, biết không, buổi sáng không là tiền taxi là 400 ngàn đó. Không, điểm sáng là chú Thuân đi đó, mình sau là mình về đó, đi thêm một chuyến đi đó, rồi tôi với bà đi đó, đi thêm một chuyến về đó, 400 ngàn. Và chắc là cô Phố sẽ chào tạm biệt bà ba và chị Linh ở đây. Thì một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm tới cái trường hợp của anh Chiêu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.